khi mà người ta có một cái công việc mà người ta không có ưa thích, rất là chán, công việc đó không đem lại nhiều lợi nhuận, không phải là công việc mà họ đam mê, không tạo ra những sản phẩm mang giúp ích gì cho cộng đồng, cho xã hội như là sự mong đợi của họ. Làm việc với một ekip của những người không dễ thương, không tử tế, thì việc bỏ nó là một quyết định dễ dàng. Nhưng cũng một công việc không mang lại hiệu quả cao, bạn không đam mê. Có một ekip làm việc không hài lòng, nhưng nó mang lại cho bạn một ít tiền đủ để trang trải đời sống, đủ để trả nợ, đủ có thể lay lắt qua ngày. Và quyết định để bỏ một công việc tương đối ổn như vậy là một quyết định cực kỳ khó khăn. Đó là chưa nói công việc đó nhiều khi mang lại cho bạn một danh dự. À, bạn làm được một việc tài tình, một việc giỏi, bạn đã chinh phục được cái gì đó. Cho nên mặc dầu là nhìn bạn tiều tụy như vậy, sơ sát như vậy, không có hạnh phúc như vậy, nhưng bạn không muốn thoát ra khỏi nó. Tại vì sao? Tại vì bạn vẫn chưa đi vào bước đường cùng. Vì vậy cho nên có những thứ nó không có mấy giá trị mà bạn vẫn cố giữ nó, để rồi bạn giới hạn cuộc đời bạn lại. Nhiều khi đó là một suy nghĩ. Bạn quan niệm về hạnh phúc chỉ là như vậy, mặc dù có nhiều người quan niệm hạnh phúc khác, sâu hơn, hay hơn, nhưng bạn không muốn tiếp nhận, bạn không muốn mở tầm nhìn và chấp nhận tôi là vậy, cái thấy tôi là vậy, cuộc đời tôi là vậy. Mà bạn biết rất rõ cuộc đời của bạn là lang nhang, là tầm thường, không có gì đặc biệt hết. Thì chính những cái suy nghĩ đó nó đã giới hạn cuộc đời của bạn lại.